Xin chào mừng quý bạn và các vị đến với chương trình phỏng vấn trực tiếp các sĩ tử sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và tôi chính là Tuyết Tuyết, phóng viên thường trú tại điểm trường mai thi lại của các thí sinh. Và các bạn ơi, tôi nghĩ rằng không khí ở bên ngoài trời hiện đang là 40 độ, nhưng có lẽ rằng ở trong phòng thi của chúng ta thì nó còn nóng hơn bao giờ hết. Và các bạn nhìn xung quanh, các phụ huynh của chúng ta thì đang đứng rất là đông luôn. Đó. Ơ, khoan, từ. Phụ huynh đi đâu hết rồi nhở các bạn nhở, chắc là tránh nắng rồi. Mà các bạn ơi, tôi ngó nghe xung quanh thì nhận ra một điều, các bạn có biết đó là gì không? Đó là chưa hết giờ thi và chỉ còn ít phút nữa thôi thì các sĩ tử của chúng ta sẽ bước từ trong phòng thi đi ra đây. Ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau chờ đợi nha. Wow, kia rồi. Các quý vị khán giả ơi, còn ít phút nữa nhưng mà đã có một thí sinh rất là vui vẻ đi ra. Chúng ta cùng qua kia phỏng vấn nhá. Hello em. Ui giời ơi, còn ít phút nữa mà sao em ra nhanh thế? Ra đây. Để chúng ta thực hiện một buổi phỏng vấn đang ghi hình trực tiếp đó. Em chào khán giả đi. Ôi chị ơi, chị là ai đấy? À, chị là phóng viên thường trú tại điểm trường mai thi lại. Ờ, thế hôm nay em thi như nào, có ổn không em? Để năm nay thi nào, em có trúng đề em không hả? Em trả lời chị đi để cho các bạn khán giả biết nào em. Ui chị ơi, chị hả? Làm sao nữa em? Em cứ bình tĩnh, chị hỏi từ từ thôi. À, ok, các quý vị khán giả ơi, thì thí sinh của chúng ta vừa bước ra khỏi phòng thi. Ok em, thế đề năm nay như nào? Em cảm thấy dễ là có em là sẽ đạt được mấy điểm nhỉ? Vâng. À, để em tự cầm muỗng được chị ạ. Ok, đừng mất cái mic của em. Chị là được. Ok. Đẹp chưa ạ? Đẹp chưa? Rồi ok, lên hình sắc nét 360 rồi em ạ. À, em ơi em, thế năm nay em thi như nào nhỉ? Có ổn không em? Môn toán thì được tầm mấy điểm em nhỉ? À, xin chào tất cả các bạn. À, mình là thí sinh ra đầu tiên của điểm trường mai thi lại các bạn ạ. Ok, các bạn có nhìn thấy rõ mình không? À có mà em, rồi camera trăm cái như thế này đang chiếu vào em thì chắc chắn nhìn từng lỗ chân lông luôn em ạ. Ơi. Dạ, cảm nhận đầu tiên của em là đề thi năm nay là vừa xuất chị ơi. À. Rất là dễ, em cảm thấy tự tin cực kỳ luôn. Wow. Các quý vị khán giả ơi, chắc chắn là thí sinh của chúng ta ở nhà đã ôn bài rất là kỹ rồi. Chắc chắn là chúng đề ôn bài rồi đúng không em? Trời ơi chị ơi, trúng tủ luôn. Bố mẹ ơi, con làm được rồi bố mẹ ơi. Wow, ắt hẳn là các phụ huynh của thí sinh này ở nhà đang xem tivi thì rất là vui mừng vì con gái của mình đã làm được rồi, đã thành công và thi chắc chắn sẽ đạt điểm cao. Các bạn ơi, các bạn cố lên. Tớ làm được, chắc chắn là các bạn cũng sẽ làm được thôi mà. Cố lên. Đúng rồi đấy các bạn ơi, không thì chúng ta trường là mai thi lại mà, chúng ta mai mình thi lại cũng được mà, không sao hết các bạn ơi. Rồi 4 năm thì có một lần, nhưng mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì năm nào cũng có các bạn ơi, nên là đừng lo nha. Ok vâng. À ok, vâng, xin chân thành cảm ơn thí sinh của chúng ta rất là nhiệt tình để chia sẻ về buổi thi ngày hôm nay đúng không các bạn? Vâng. À dạ vâng ạ, thí sinh xin mời đứng ra đây. À từ lúc nãy chúng ta hỏi quá là nhiều nhưng mà chưa hề biết rằng thí sinh của chúng ta tên là gì nhỉ? À em tên là Hằng ạ. À. Hằng trong cái thiên Nga ấy, Hằng Nga các bạn ơi. Và thí sinh ơi, thí sinh Hằng thì cho phóng viên hỏi một chút đó là hôm nay mình thi như thế thì liệu rằng năm nay mình có được là sĩ tử của trường không nhỉ? Có đạt điểm cao là thủ khoa không? À chị ơi, chị hỏi câu đấy là hơi mắc quan điểm đấy nha. À, mặc dù em không biết là mình được bao nhiêu điểm nhưng mà được người ra đầu tiên được lên tivi như thế này là em vui rồi. Xóa đi. Rồi ok em, thôi chân thành cảm ơn em nha. Và chị thấy các sĩ tử các bạn khác cũng đã rồi phòng thi rồi và hiện tại thì chúng ta sẽ phải chuyển qua địa điểm khác để phỏng vấn các bạn khác nha các bạn nha. Ok, cảm ơn em nha. Xong rồi chị. Xong rồi em chào khán giả đi em. Chào tất cả các bạn nha. Nếu mà năm sau các bạn vẫn thấy tớ thì các bạn lại ủng hộ cho tớ nữa nha. Yeah. Okay, chào em nha. Tắt máy. Ok, và các quý vị khán giả ơi, hiện tại thì đằng sau mình đang rất là nhiều sĩ tử bước ra từ phòng thi. Và bây giờ chúng ta sẽ lại phỏng vấn tiếp nha. Ê em ơi em, nhanh cái chân ra đây, lên tivi này, lên tivi chào. Lên tivi à? Ôi trời ơi, được lên tivi rồi. Ok, yeah. Và các bạn ơi, sĩ tử thứ hai của chúng ta thì là một bạn vô cùng đẹp trai. Này bạn ơi, năm nay thì trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này thì chúng ta có dùng tài liệu không nhỉ? À bạn có quay công trình giờ thi không? Từ đang để cho khán giả nhìn thấy em đã nào. À thấy rồi. Năm nay thì mình có dùng tài liệu không bạn nhỉ? Trong phòng thi thì bạn có quay công gì không nhỉ? Ôi trời ơi, chị sao hỏi vô duyên đấy. Đi thì ai dùng tài liệu mới coi cóp được chứ. Mình phải tự thi hết chứ chị. À, đây là một câu hỏi mẹo của tôi để chứng minh rằng bạn này là bạn rất là học lực tốt luôn các bạn ơi. Ôi giời, lại bảo học tốt.
phải hực cực giỏi. À, tốt chỉ toàn hỏi linh ta anh tinh. Cực giỏi. Ừ. Thế vâng, cái sĩ tử năm nay thì chúng ta liệu sẽ được mấy điểm nữa nhỉ? Ui giời ơi, em nghĩ để thi năm nay á, em được 10 điểm trong tay. 10 điểm? Wow, ừ. có lẽ các quý vị khán giả ơi, đây sẽ là thủ khoa của chúng ta năm nay cũng lên đó. Tất nhiên rồi, nhưng mà không điểm trong giấy. 10 điểm trong tay, không điểm trong giấy. Vậy thì chỉ có không điểm trong bài kiểm tra thôi sao? Trời ơi, không điểm là không điểm như thế nào? Chị có biết điểm không? Không. Em biết điểm không? Chưa biết. Em vừa thi ra đây, làm sao mới biết điểm được, đúng à, không? Đúng rồi. Thế à, em cho chị hỏi là đề thi năm nay có vừa sức với em không? Đề thi năm nay có vừa sức với em không à? Ừ. Vừa sức, quá vừa sức. Nhưng mà vừa sức với giáo viên. Vừa sức với giáo viên, còn thí sinh của chúng ta thì không vừa sức. Trời ơi. Nhưng mà em vẫn thi xong rồi chị ạ. Ok, thôi thì dù sao thì chị và các quý đại khán giả đang cũng nhìn thấy em bước ra từ phòng thi là cũng rất là vui vẻ rồi. Và xin chân thành cảm ơn em thì đã đến với buổi phỏng vấn ghi hình trực tiếp ngày hôm nay nhá. Và chúng ta sẽ đưa tay để chào khán giả để chị đi phỏng vấn các sĩ tử khác nha. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn sĩ tử khác bước ra từ... Em ơi, đi ra đi để chị đang ghi hình trực tiếp mà em. Vâng, và các quý vị đại biểu ơn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thí sinh khác nha. Các quý vị khán giả ơi, những sĩ tử cuối cùng đã gần bước ra đây rồi. Không biết là còn ai nữa không nhỉ? À, kia rồi. Có một sĩ tử bước ra và đang khóc thất thểu các bạn ơi. Không biết là chuyện gì đã xảy ra. Ôi em. Sao đấy? Ui dồi ơi, hỏng cái bảng hiệu ở truyền hình trực tiếp của chị. Sao vậy em? Có chuyện gì? Chị ơi, chị ơi, hai năm đèn sách của em coi như bỏ. Một tin buồn, một tin chấn động. Các quý vị khán giả ơi, thí sinh này có lẽ rằng kỳ thi tốt nghiệp này đã không làm được bài rồi. Em ơi, ở đây có ôm động viên. Em ra đây chị ôm. Thương. Sao vậy? Chị ơi, hồi nãy tê. Úi em ơi, chị đang truyền hình trực tiếp mà. Nói thế chị ngại quá. Mọi người ơi, chị phóng viên này á, hồi nãy quá. À không, dạ vâng, thưa quý vị khán giả. Thôi thì rồi em thế à, năm nay chúng ta làm đề thi không được tốt hay như nào? Không vừa sức với em hay như nào? Chúng ta có thể chia sẻ nào? Chị ơi, em muốn sai tủ gì ạ? À, sai đề tủ là một tình huống rất là căm go các khán giả ơi. Tại vì rằng chúng ta ôn đề khác lại làm đề này. Như vậy là điểm thi của chúng ta sẽ rất là kém rồi đúng không? Thôi được rồi em, thì năm nay không thi được thì năm sau chúng ta lại thi. Trường chúng ta là gì? Mãi thi lại cơ mà. Chị ơi, như này á, về bố mẹ em á, chắc là không nhận em nữa đâu. Thôi đừng lo em. À đây, hiện tại thì chúng ta đang truyền hình trực tiếp. Em có điều gì muốn chia sẻ với gia đình của mình không nhở? Nào, hãy thẳng thắn nói ra nỗi lòng của mình. Chị ơi, nhưng mà về chị có thể che mặt em đi được không? À che mặt hả? Vâng. Nhưng mà từ lúc nay chị truyền hình trực tiếp rồi em ạ. À không sao. À, rồi, mong quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời tâm sự của cô bé rất là xinh xắn. Nhưng mà đề thi năm nay thì cô bé không làm được bài. Hỏi gì đó chị hỏi gì nhỉ? À ừ thì chị bảo là em có gì muốn chia sẻ với gia đình không? Bố mẹ ơi, con xin lỗi. Con cũng đã cố gắng học tập rồi. Nhưng mà con ôn sai tủ. Bố bảo là con ôn vợ chồng A Phủ. Nhưng mà đề lại ra vợ nhạt mẹ ơi. À thôi được rồi em. Dù sao thì không trúng tủ nhưng mà chúng ta vẫn trúng một từ vợ rồi đúng không? Như thế là cũng được rồi. Có lẽ rằng biết đâu một điều may mắn nào đó sẽ đến với em. Và thôi chúng ta sẽ ngừng nước mắt rơi tại đây nha. Và xin mời em bước ra trên đường về. Có lẽ là bố em đang đứng ở cổng trường để đợi rồi đó. Vâng, em cảm ơn chị. Ok, chúc em anh chị. À mà thôi, không ôm nữa đâu. À ok, à, rồi thế mời em ra về nhé. Vâng ạ. Ok, cảm ơn em nhiều, bye bye em. Em cũng chúc chị là sớm hết hồi nay cả. Ôi cô bé này. Dạ vâng, và rồi thì chúng ta đã được phỏng vấn một cô bé rất là đáng yêu, dễ thương. Nhưng mà có phần hơi vụng về trong phần ôn đề thi của chúng ta nên rất là đáng tiếc em ấy đã không làm được bài các quý vị khán giả. Và tôi nghĩ rằng đây là thí sinh gần là cuối cùng rồi, chúng ta xem còn ai nữa không nhỉ? À, ai ơi? Vâng, và quý vị khán giả ơi, có lẽ rằng cô bé dễ thương của chúng ta ngày hôm nay đó là cô bé cuối cùng. Ê cô,
Dạ vâng ạ, cháu nhầm ạ, chào cô Lao Công ạ. Dạ vâng, cô ơi, cô có thể chia sẻ một chút với quý vị khán giả của chúng ta đó là năm nay thí sinh có vứt nhiều phao không ạ? Phao cái gì mà phao nhá, cô nói trước cho nghe, cô vâng. Không phải là Lao Công. Dạ vâng, chân thành xin lỗi cô ạ. Cô là thí sinh đi thi. Thí sinh? Đúng rồi. Wow. Vâng, và quý vị, các bạn ơi, đây là một tin chấn động đối với tôi, đối với phóng viên này. Đây là một thí sinh. Dạ vâng ạ, thí sinh của chúng ta thì có giao diện hơi khác một chút ạ. Dạ vâng, cô ơi, cho cháu hỏi là năm nay cô thi lần thứ bao nhiêu đấy ạ? Cô năm nay thi là lần thứ 8 rồi. Wow. Vẫn chưa chắc chắn là có đỗ hay không. Vâng, các quý vị khán giả đang hiện tại đang xem trên màn hình điện thoại thì có lẽ rằng rất là chấn động vì đây, cô đã thi lần thứ 8. Nhưng mà cô đang băn khoăn và hơi suy nghĩ săn cả tốc một tí đó là không biết là năm nay thi có đã đỗ chưa? Để năm nay cô thấy cũng ok, mà cô cũng ôn được, mà cô tính ra cô cũng làm bài được. Vâng. Nhưng mà không biết là đến khi có điểm thi không biết là đủ điểm đỗ hay không cơ. Dạ vâng, vâng. Và phóng viên thường trú Tuyết Tuyết thì cũng không biết nói gì hơn ngoài lời chúc cho cô của chúng ta rằng lần thứ 8 này mong là cô sẽ thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông ạ. Ừ, thế cô cảm ơn cháu nhá. Dạ vâng ạ. Cô khuyên các bạn này, tất cả các bạn nhá, đến khi mà đến mùa thi tốt nghiệp rồi các bạn hãy ôn thi, tập luyện và chăm chỉ ôn thi nhá. Đừng chơi ngoài giờ giống như chơi điện tử hay là chơi game gì đấy. Mình cứ tập trung vào mình ôn thi, ôn thi ôn nhiều vào để kiến thức đầy trong đầu này, đến khi đi thi sẽ làm đề rất là dễ và được điểm cao hơn, và điểm cao tuyệt đối luôn. Vâng, và quý vị khán giả ơi, đây là một lời khuyên chân thành từ một người cô đã thi tốt nghiệp lần thứ 8 rồi. Và vâng, xin chân thành cảm ơn cô ạ. Ừ, cô chỉ nói thế thôi, khuyên các bạn nhỏ như vậy nhá. Vâng ạ. Thôi cô về đây nhá. Dạ vâng, chào cô ạ. Cô chào cháu nhá. Vâng, chào cô ạ. Và quý vị khán giả ơi, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe lời chia sẻ trực tiếp từ cô đã thi lần thứ 8. Và vâng, phóng viên thường trú tại điểm trường Mai Thi Lại Tuyết Tuyết thì cũng không có lời gì ngoài lời chúc tới các sĩ tử là chúng ta sẽ hoàn thành bài thi thật là tốt này, đạt điểm cao và chúng ta sẽ đỗ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.